Chào mọi người nha. Hôm nay mình làm một cái video clip chuyên đề về trồng cây táo trong chậu. Trong cái video này mình chủ yếu nói về cái cách chăm sóc cây, cách tỉa và bảo dưỡng trái như thế nào đó cho nó có thể ăn được ha. Mọi người nhìn thấy là cái trái này nè rất là to nhưng mà không có ăn được. Vì sao? Bị sâu rồi, các bạn thấy không? Sâu. Trái đến khi chín là bắt đầu là sâu ăn trước, mình không còn phần nữa. Trái như thế này là bắt đầu là bị sâu ăn rồi. Thế thì những con nào ăn? Các bạn thấy là nó bị mấy cái con trắng trắng này, rầy rầy trắng này nè ha. Là nó bám vào trái. Khi nó bám vào trái rồi nó sẽ làm nó hút hết dinh dưỡng của trái. Sẽ làm cho cái trái này là nó bị như thế này nè. Là hút hết dinh dưỡng của trái này, dần dần là nó trái nó bị teo và nó ăn sâu vô trong này và bị ong chích nữa, thành ra là trái không ăn được. Các bạn thấy là trái nào cũng bị. Thế nên là làm sao để mà bảo dưỡng không bị những cái trái như thế này? Nếu mà chúng ta xịt thuốc trừ sâu á thì cũng không khác gì mình mua ở ngoài chợ. Thế nên là mình không có khuyến khích là dùng thuốc. Còn những ai mà trồng táo trong nhà, trong chậu mà tại vườn mình á mà không bị sâu ăn thì trái nào trái đó rất là tốt, mà cũng không có biện pháp gói bọc trái lại thì do xịt thuốc thôi. Các bạn thấy như trái thế này nè, là bắt đầu bị rồi, thấy không? Đó, trái to như thế này là bắt đầu bị sâu nó tấn công rồi. Là bây giờ là trái to thế này mới xử lý không kịp nữa. Các bạn thấy là có một cái trái nhỏ đây nè. Đấy, đang có một cái con ong ruồi nè. Trái to thế này bắt đầu nó chích rồi. Đó, chích hư hết luôn. Bạn thấy là trái to nhiều lắm cơ, nhưng mà không ăn được. Bạn thấy hư hết rồi. Trái to nhiều lắm, không có ăn được trái nào, hư hết. Chúng ta đang đứng ở trên mái nhà nha mọi người. Thấy là từ trên mái nhà, mình đang đứng trên cao trên mái nhà. Nhà là không phải là sân thượng mà chỉ trồng bằng thùng xốp. Và để thùng xốp là làm cái khung giá đỡ để trên cái thùng xốp này, trên cái khung sắt thôi, thấy không? Mà mát lắm mọi người, nhìn là xung quanh trồng vài cái cây mà đây nó rất là mát. Các bạn xem này, những cái trái nhỏ nhỏ thế này á, rất là nhiều. Thấy không? Trái nhỏ nhỏ nhiều lắm nha. Đây, trái nó nở chi chích luôn, rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mấy cái trái này mà không có cách xử lý bảo quản trái thì trái này là toàn bộ là hư hết luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ là thứ nhất là bọc lại cái trái này làm sao mà không bị, không phần phải xịt thuốc mà cũng không bị hư. Thứ hai là các bạn thấy là những cái nhánh như thế này nè, nhánh dư thừa, thấy không? Này là nhánh thừa thải, không có lợi ích gì, nó chỉ hút dinh dưỡng thôi. Thì mình sẽ cắt tỉa cây. Cắt tỉa cây như thế nào? Ví dụ như cái nhánh này các bạn thấy nè. Cái nhánh này là các bạn thấy từ đây ra đến đây là có trái. Đây có nhánh trái, nhưng mà còn cái nhánh dưới đây là không có trái nào hết trơn. Thì thôi mình đừng có thương tiếc gì, mình cứ cắt ngang tới đây. Cắt tới đây, bỏ đi. Để làm sao? Để dinh dưỡng là nuôi cái trái của cái nhánh này thôi. Còn cái nhánh này các bạn thấy rằng là cả một cái nhánh dài thế này nè ha. Ở dưới đây chỉ được có một trái này chưa chắc ăn được nữa. Thì thôi là mình cắt bỏ nhánh này luôn. Cắt bỏ đi đừng thương tiếc, cắt sát tới đây luôn để nó ra cái nhánh mới. Và cái cây này, nhánh này cũng vậy nè, các bạn thấy là nó rất là dài mà chỉ được có hai trái ở dưới đây thôi. Rất là phí. Thì mình cũng cắt bỏ luôn. Cắt tới đâu? Cắt tới cái chỗ này nó có một chùm là có trái. Thì thôi mình cắt tới đây. Đó. Là cắt xong mình sẽ gói lại. Cắt tỉa lại cây để nó không bị lãng phí dinh dưỡng. Các bạn thấy cái nhánh này nè. Cái nhánh này là nhánh này mới ra bông. Còn cái mấy cái nhánh cũ này nè, không có bông thì mình cắt bỏ đi. Ở đây thì nó có một chùm là có bông. Thì thôi mình để lại. Mày bỏ đi. Rồi ở dưới đây các bạn thấy là có. Từ đây xuống đây
là có hai trái, thì thôi mình cũng cắt ngang đây để nuôi trái. Rồi lát nữa mình sẽ gọc bọc lại, cắt tỉa lại gọn gàng thì cái cây nó mới đẹp. À, ở đây thì các bạn thấy là nó rất là bù xù, cắt bỏ đi. Ôi, rớt mất hai trái. Cắt bỏ đi nè. Các bạn thấy là sau khi cắt tỉa xong một cái nhánh nhỏ thế này thôi là nó nhìn nó rất là gọn gàng và không lãng phí dinh dưỡng. Mấy cái trái thế này là mình hôm qua đã bọc lại rồi. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn dùng cái loại túi gì bọc như thế nào nha. Và bây giờ mấy cái nhánh thế này nè, rất lãng phí, mình sẽ cắt bỏ hết. Này, nhánh dư thừa này nè, cắt bỏ luôn. Nó không có, các bạn thấy là nó không có trái, không có hoa gì hết, mình cắt bỏ đi. Nhánh này cũng vậy, thấy không? Không có hoa, không có trái, không có gì hết, cắt bỏ đi. Nhánh này cũng vậy. Đó. Cắt tỉa đi là nó sẽ, nhìn sẽ rất là gọn. Như cái nhánh thế này nè, mấy cái nhánh này nè, không có. Không có trái, cắt bỏ đi. Nhánh này cũng vậy nè. Nhìn này. Không có trái gì hết luôn. Cắt luôn. Còn cái nhánh như thế này nè. Là cây to. Cũng cắt tới đây luôn. Không có trái. Để chừa lại một cái trái nhỏ nhỏ thế này để dinh dưỡng nuôi trái thôi. Còn cái nhánh này thì đang ra hoa. Thì mình cũng cắt ngọn tới đây thôi. À, để cái này nuôi hoa. Nhánh này nè. Cắt bỏ luôn. Ở đây có mấy trái này là sẽ để nuôi dưỡng trái. Mấy cái nhánh mà trên cao quá này, là cao với qua khỏi tầm tay mình đó, là mình không chăm sóc trái được, mình cũng cắt bỏ luôn. Gió nhiều khi cây cao quá, gió thổi nó cũng bị ngã. Tại vì mình trồng chậu mà, mọi người thấy này, mình trồng chậu. Thế nên là cây không được để cao quá, cao quá tầm tay mình đó, cắt luôn. Đây có mấy cái trái, nhưng mà mấy trái này là bị sâu ăn hư hết rồi, cắt luôn. Đó. Không cần phải để cây quá cao như cái nhánh kia, cũng cắt luôn này. Các bạn thấy là tay mình đây, cây nó cao hơn rất là nhiều, mình không chăm sóc được, không với được. Thế nên là mình nên cắt luôn, cho dù nó có trái kệ nó. Cũng cắt luôn, cắt tới đây. Để làm sao mà nó ra là tầm với của mình thôi. À, cả một cái nhánh là trái quá trời trái cũng phải bỏ. Cả nhánh này nữa. À, trái to rụng. Sau một hồi khá lâu cắt tỉa cây, hớt tóc cho cây, bây giờ mọi người nhìn thấy là cây táo đã trở thành một cô gái rất là xinh đẹp. Sức sống mới, phải không? À, cành lá là đã được cắt tỉa lại hết sức là gọn gàng. Bây giờ chỉ toàn thấy là cây với trái thôi. Là như thế này nó sẽ không bị lãng phí dinh dưỡng, mọi người thấy ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bọc trái, bọc lại để cho sâu nó không chích ha. Các bạn thấy là đây là chiếc túi ni lông. Chiếc túi này là ly đựng nước mía, một loại 1 ly ha. Và mình sẽ cắt bỏ phần đáy đi, thấy không? Phần đáy này nè. Cắt bỏ phần đáy đi, hai góc. Rồi chính giữa mình cắt. Chính giữa đây này mình dùng kéo mình cắt một chút xíu, gập nhẹ một cái. Rồi sau đó mình sẽ đem cái bọc ni lông này mình cột. Cột và buộc vào từng chùm. Cái trái táo á, do nó nở là nó trái của nó là dài, nở nhiều, cho nên là cái bọc dài dài như thế này mình có thể cột được rất là nhiều. Này, ví dụ như là cái chùm này ha, mình sẽ cắt bỏ cái ngọn này, cắt cái ngọn này bỏ đi, rồi mình sẽ dùng cái bọc ni lông này, túi ni lông này mình sẽ bọc lại, đó, lồng vào và cột chắc lại. Buộc lại thế này là
cái táo nó không sợ sâu, không sợ diệp nữa, mà lúc đó là chỉ có là sâu sợ nó thôi. Sợ nó là bởi vì không có ăn được nữa. Đó là cái trái như thế này, là nay mai là chúng ta thấy cái trái nó sẽ lớn dần lên to và nó không bị sâu, bảo vệ được rất là tốt. Tiếp tục mình sẽ buộc thêm những cái loại trái khác nha. Ta tiếp tục là buộc thêm những cái trái khác. Như thế này là mọi người có thể là hai cái nhánh này này là gộp lại để mình bọc là được ha. Không cần phải lãng phí nhiều túi. Mình cứ buộc lại. Lồng vào. Cái túi ni lông này do nó dài á, nên là mình cột cả một cái nhánh, một cái chùm luôn, rất là tiện ha. Đó, cột lại thế này. Xong. À, gió thổi sẽ không bị bung ra ha. Giờ thì thấy toàn chỉ là túi với túi ni lông thôi. Trái nhỏ 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 thì rất là nhiều. Bây giờ túi thì hết rồi mà bọc thì vẫn túi thì hết rồi mà trái thì vẫn còn. Nên là sẽ đi mua thêm túi ni lông rồi bọc thêm nữa. Trái nhỏ nhỏ nhiều lắm này. Nếu mà không có bọc lại là nó sẽ hư hết. Những cái trái mà được bọc lại thế này sẽ được bảo vệ. Và các bạn lưu ý là khi mà trồng táo á, là cần phải lưu ý một điểm là cái nước tưới là phải đủ lượng nước cho cây. Tức là cái gốc cây táo lúc nào nó cũng phải ẩm hết á. Là ngày nào cũng phải tưới nước cho nó. Nếu như mà nó bị khô nước là hoa của nó sẽ bị héo hết. Và trái nhỏ nhỏ sẽ bị rụng hết. Là nhiều khi cái mình cũng bị quên tưới nước, xong rồi cây nó bị hư hết. À, mọi người nhìn thấy mình đang đứng trên nóc nhà nè. Ở dưới có cái vườn rau nữa, nhưng mà không có thời gian chăm sóc nó, thành ra nó không ra gì hết trơn à. Trên này gió rất là mát. Gió thổi mạnh nè. Yeah. Một đống lá là được cắt bỏ đi. Và trái cũng rất nhiều, cũng phải cắt bỏ đi. Mình thấy trái nhiều lắm mà. Trái to to. Cái này thì chắc vẫn ăn được, nhưng mà không bị sâu thôi. Thử để ăn thử coi có ngon không nhỉ. À, trời trái uổng ghê ha. Cắn thử miếng bị sâu hết rồi, mọi người thấy không? Không có ăn được. Rồi, mình xin kết thúc video này tới đây thôi. Mọi người nhìn thấy cái cây gốc, cây táo rất là ra dáng rồi ha. Nay chăm sóc kỹ lưỡng là nó sẽ cho trái rất là nhiều. Còn cây ổi này thì thăm sơ qua một tí. Mọi người thấy là cây ổi bây giờ nó rất là to, gốc lên to lắm. Với cái cây to như thế này là nó cho trái thường xuyên. Mình tới gần chút xíu thăm này. Mọi người thấy là cái trái nó nhỏ nhỏ vậy nè ha. Là mình cắt bỏ cái phần ngọn này đi để dinh dưỡng nuôi trái thôi. Đó, cứ hai trái thế này nè. Cắt bỏ phần ngọn đi nè. Cứ cắt cái ngọn thì nó sẽ ra nhánh, cắt một cái ngọn nó ra hai cái nhánh. Hai cái nhánh này chuẩn bị nó lại ra bông. Như thế này này, đó này. Nếu mà cái chùm nào mà ổi nhiều quá là mình hái bỏ đi nè, đến 3 trái hái bỏ đi. Cái cây này cây ổi nữ hoàng á các bạn. Cây ổi nữ hoàng là nó sống rất là chậm phát triển lắm. Cây này đúng là thuộc dạng chậm phát triển á. Cây ổi nữ hoàng này trồng
bằng cái cây ổi lê kia cùng đợt luôn nha. Ổi lê là cho bao nhiêu trái rồi, mấy chục trái rồi. Thế mà cây nữ hoàng là nó không lớn, nó chỉ có thế thôi. Nó cũng ra bông, mà ra bông cũng không ra hồn gì nữa. Này, nhìn nó chán đời lắm. Các bạn thấy cái cây ổi nó mọc tốt lắm lắm luôn á. Nên là cây này là sức sống mạnh liệt, trái ăn quanh năm suốt tháng ăn không hết. Lúc nào lên cũng có trái ngay, bây giờ đi lùng sục cũng có trái nữa. Là chỉ là trồng vào cái thùng xốp thôi. Thế mà nó tốt lắm cơ. Có chùm cốc nữa nè. Đó, mấy trái cốc. Bên phía bên trong có một chùm cốc nè. Hái vài trái xuống. Đây có một chùm cốc. Ồ, này, ngon nha. Hái lấy mấy trái coi. Mọi người thấy là trồng cái cây cốc Thái là vô chậu mà thân nó vẫn to lắm này ha. Thân cũng to. Nhưng mà cây là mình không có cho nó cao, chỉ phát triển cao lên mét thôi là cắt ngọn hết à. Tại vì trên mái nhà là gió lớn á, không thể để cây nó phát triển cao, nó sẽ bị ngã. Này, phía trước mình là cũng hai cây cốc Thái, mọi người thấy nè phải không? Hai cây cốc Thái là từ cái chỗ mà cái gốc á, đi lên á, là chỉ cao tầm 1 mét đến 1 mét, 1,5 mét rưỡi gì đó là cắt ngọn hết, không cho lên nữa. Mọi người thấy là cốc Thái là cho trái liên tục là nhiều lắm. Này, chùm chùm này. Đang ra hoa này. Trái nhỏ nhỏ này. Bên này cũng đang ra bông này. Để đứng xa xa ra quay cho các bạn nhìn thấy mới thấy rõ được, thấy không? Dưới mái tôn mình làm cái kệ, cái khung, xong rồi cho mấy cái thùng lên trên cây, lên trên cái dàn sắt đó. Mình trồng, mọi người nhìn thấy cái mái nhà rất là mát. Mới cắt tỉa các cái là lá cây sùm mà chưa quét dọn được. Nên là cái mái tôn nó mát lắm. Trên này giống một cái khu vườn trong rừng vậy. Đó. Chỉ trồng vậy thôi mà ăn trái là cho ăn mỗi tuần luôn. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, kết thúc video này nha. Quay ghi hình để chia sẻ với mọi người chút xíu niềm vui thôi. Mỗi khi là mình làm việc là bị căng thẳng stress thì mình lên đây mình làm việc chút xíu với cây kiện thế thôi à. Mọi người thấy là gió thổi hiu hiu mát rồi. Xin chào tạm biệt mọi người.